Đức đấu Tây Ban Nha và chuyện hàng giả gặp hàng thật. Đức sẽ tìm cách nào vượt qua Tây Ban Nha, cầm bóng tấn công hay chọn cách áp sát, đá trác, cách nào cũng khó vì sự thua kém về trình độ của Đức với đối thủ khá xa. Từ khi bắt thăm chia bảng cho đến khi trái bóng World Cup 2022 lăn, ai cũng cho rằng trận đấu giữa Đức với Tây Ban Nha sẽ là trận tranh ngôi đầu bảng. Nhưng bây giờ, khi hai đội gặp nhau, Đức đang ở vào cửa tử. Với một đội 4 lần vô địch thế giới, bị loại ở vòng bảng World Cup một lần đã không dễ chịu chút nào, nữa là hai lần như vậy liên tiếp. World Cup 2018, Đức thua Mexico trận mở màn, thắng Thụy Điển trận kế tiếp, vẫn còn cơ hội đi tiếp khi bước vào trận thứ 3 gặp Hàn Quốc. Và cơ hội đó còn sống tới tận phút 90+2 trước lúc nhận đòn hồi mã thương từ những người châu Á. Giờ cơ hội của Đức có thể bị đóng sập ngay sau trận thứ 2 vòng bảng. Đỉnh núi Tây Ban Nha quá cao để cho đội hình Đức dở dụng chấp giá có thể vượt qua. Đội bóng xứ Bò Tót không từ chối cơ hội để lấy điểm sớm vào vòng sau, đã bay một đối thủ tiềm tàng ra ngay khỏi giải, cũng là đối thủ đã gây cho họ bao tủi nhục trong quá khứ. Đức lấy đâu ra bóng để chơi? Đức sẽ tìm cách nào vượt qua Tây Ban Nha, cầm bóng tấn công, có giải được. Trong hiệp đầu trận gặp Nhật Bản, họ đã thực hiện 422 đường chuyền thành công, lập kỷ lục thế giới mới trong hiệp 1 ở một trận World Cup kể từ khi các số liệu bắt đầu được thu thập năm 1966. Nhưng có khi bạn cầm bóng được nhiều như vậy là do đối thủ của bạn nhường cho bạn cầm bóng và chủ động chọn cách chơi khác. Nhật Bản biết họ không giỏi cầm bóng như Đức nên họ để Đức thoải mái làm điều đó. Nhưng Đức đã tỏ ra vô hại ở đầu khung thành Nhật Bản và bất cẩn ở đầu khung thành của mình. Mềm yếu trước hai đầu khung thành không phải là đặc trưng của các đội Đức trong quá khứ, nhưng nó là đặc trưng của đội Đức hiện tại. Một đội Đức bạc nhược, thiếu bản lĩnh, thiếu thủ lĩnh, thiếu cá tính, thiếu kỷ luật, thiếu chất Đức. Khi Nhật Bản thay đổi cách chơi, không cho Đức thoải mái cầm bóng nữa thì sao? Hãy nghe thủ quân Manuel Neuer tổng kết: "Chúng tôi hoàn toàn chiếm ưu thế trong hiệp 1, nhưng khi họ dâng đội hình cao hơn để gây sức ép, chúng tôi bắt đầu mất tự tin, thực hiện những đường chuyền yếu khiến họ mạnh mẽ hơn nữa. Trước giờ nghỉ, mỗi đường chuyền đều mang một thông điệp, nhưng hiệp 2 không được như vậy nữa. Muốn mỗi đường chuyền đều có ý nghĩa hay thông điệp, người Đức hãy xem đi xem lại các bàn thắng của Tây Ban Nha ghi vào lưới Costa Rica vài ngày trước. Trong trận đó, Tây Ban Nha lập một kỷ lục World Cup mới, kiểm soát bóng 82% thời gian trận đấu, thực hiện thành công 976 đường chuyền. Không phải Costa Rica chủ động nhường Tây Ban Nha cầm bóng, mà họ thực sự không lấy bóng được từ chân đối thủ. Họ muốn trái bóng lắm, đôi khi là chỉ để phối hợp thực hiện một cú sút, chứ không nói đến bàn thắng. Nhưng một cú sút trong cả trận Costa Rica cũng không có. Tội nghiệp những người dùng Caribe, cả trận chỉ có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm Tây Ban Nha. Trong vài năm gần đây, chỉ có một trận thấy Đức chơi được là khi hạ Bồ Đào Nha 4-2 tại Euro 2021 bằng cách dàn hàng ngang 5-6 cầu thủ ở tuyến đầu, kéo căng phòng tuyến đối thủ ra hết cỡ để cho nó lộ những kẽ hở. Thua trận mở màn trước Pháp, Đức đã tìm đường vượt qua vòng bảng với trận thắng này. Nhưng vấn đề, muốn chơi được kiểu đó thì phải có bóng. Bóng đâu? Đội ám ảnh của người Tây Ban Nha. Tất nhiên, trình độ Đức khác Costa Rica. Tây Ban Nha không thể cầm bóng áp đảo trước Đức như với Costa Rica, nhưng rất khó lấy từ bóng trong chân các cầu thủ Tây Ban Nha. Họ luôn suy nghĩ sẽ chuyền đi đâu trước khi nhận bóng, như kỳ thủ chơi cờ, nghĩ trước cả chục nước đi. Khi bạn chạy đến chỗ cầu thủ có bóng thì nó đã được luân chuyển đi chỗ khác rồi. Khi 3-4 người cùng ập vào chàng cắt điểm dẫn bóng tiềm năng thì người Tây Ban Nha vẫn tìm thấy chỗ để chuyền. Khoảng trống, khoảng trống, khoảng trống, đó là những gì tôi làm, tôi tìm kiếm khoảng trống cả ngày, Xavi Hernandez nói. Khoảng trống như là nỗi ám ảnh của người Tây Ban Nha. Ý tưởng thống nhất này từ Johan Cruyff tới Pep Guardiola, rồi Xavi này đang là huấn luyện viên Barca, Andres Iniesta tới Gavi, Pedri trong đội bóng hiện thời. Luis Enrique, cùng thời với Pep, cũng là người mang DNA Barca với nỗi ám ảnh khoảng trống không nguôi. Ông gọi 8 cầu thủ Barca sang Qatar. Brazil, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha đều có kỹ năng nổi bật, nhưng thời nay toàn cầu hóa, các nước học được hết đặc trưng của nhau. Đến Saudi Arabia còn phải làm ta say đắm với cách tổ chức chiến thuật của họ. Nhưng nếu cho Tây Ban Nha đổi quần áo, ngụy trang ra sân, ta vẫn nhận ra được họ với lối đang bóng như dệt mạng nhện và sự say sưa tìm kiếm khoảng trống. Tây Ban Nha là đội tham dự World Cup chơi gần giống một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nhất, đặc biệt trong cách di chuyển của họ ở 1/3 cú sân, như thể họ tập với nhau hàng tuần. Thế nên, ông Luis Enrique đâu có quan trọng chuyện phong độ tốt dở của các cầu thủ ở câu lạc bộ của họ. Cứ hợp với phong cách đội bóng, sẵn sàng làm theo những gì ông nói là ông mời vào đội. Trước trận gặp Costa Rica, trợ lý Rafael Bon của Luis Enrique trả lời phỏng vấn truyền hình: "Chúng tôi nghĩ các trung vệ sẽ có hai tình huống sau đây. Chạm bóng trên 100 lần và phải tranh bóng bổng nhiều, vì thế Rory sẽ giúp chúng tôi tốt." Quả đúng thế, tiền vệ trụ Rory được bố trí đá trung vệ, đạt mốc 100 lần chạm bóng mới chỉ sau 1 giờ đồng hồ, thắng tất các đường bóng bổng. Giống như người chia bài thứ hai trên sân bên cạnh Sergio Busquets, một đội bóng biết rõ chi tiết việc cho từng người như vậy quá giống với một câu lạc bộ sinh hoạt với nhau hàng ngày. Hàng nhái bị phơi sáng trước hàng thật. Nếu cho đội Đức khoác áo Tây Ban Nha đá hiệp đầu với Nhật Bản, người ta có thể tưởng đó là đội Tây Ban Nha. Gạch nối giữa hai nền bóng đá là Pep, khi ông đến làm việc cho Bayern Munich, đội bóng xứ Bavaria đi đầu, cả Bundesliga và hệ thống các cấp đào tạo trẻ thay đổi theo, chọn lối chơi cầm bóng, đăng bóng mềm mại, tiki-taka. Pep đào tạo Philipp Lahm và sau này là Joshua Kimmich từ hậu vệ phải thành tiền vệ cầm bóng chia bài ở tuyến giữa.
Pep trực tiếp rèn giũa Ilkay Gundogan ở Manchester City. Giờ thì Kimmich là thủ lĩnh chiến thuật và Gundogan là người cầm bóng điềm tĩnh nhất của đội Đức. Tất nhiên là việc quá trang nói trên sẽ bị lộ vào hiệp 2 khi Nhật Bản thay đổi lối chơi và khi Gundogan bị trút ra ngoài. Đội bóng phết trông thì giống thôi, chứ không thể nào có chất lượng như đội bóng thật. Gundogan và Kimmich đã hay theo một dạng nào đó, chứ bảo họ phải chơi như Bedi hay Gavi thì không thể, vì họ không có DNA đó trong người. Không có những đội ám ảnh về khoảng trống như người Tây Ban Nha. Cầm bóng không được, thế thì Đức chọn cách đá trác, áp sát như Mexico trước Argentina đêm qua. Cũng không được, vì Đức đang là đội khác điểm, cần tấn công, cần bàn thắng. Mà nếu chọn cách đó, chạy theo kiểu đá ma của đối thủ, chỉ đến phút 60 là cả đội sẽ mệt nhoài và dâng lên những khoảng trống, những bàn thắng cho đối thủ. Đường lọt khe để bước vào cửa sinh ôi sao quá khó với người Đức. Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên, người con gái thứ hai đã tử vong. Người con gái thứ hai trong vụ tưới xăng đốt nhà mẹ đã tử vong do vết thương quá nặng và được gia đình mang đi hỏa thiêu ngay sau đó. Vụ ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, ngày 26 tháng. 11 người con gái thứ hai DTD sinh năm 1988 đã tử vong do vết bỏng quá nặng và được mang đi hỏa táng ngay sau đó. Tuy nhiên, gia đình giấu kín sự việc nên rất ít người biết. Chị đây là con gái cả của bà Vũ Thị Điều, sinh năm 1961, trú xã Trung Hòa, người bị ba con gái tưới xăng rồi đốt nhà. Sự việc xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, ba người con gái của bà Điều gồm DTD, sinh năm 1982, DTD, sinh năm 1988 và DTD, sinh năm 1990, cùng trú tại huyện Yên Mỹ, đến nhà mẹ đẻ để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất. Khi đi đến nhà mẹ, các con gái bà Điều mang theo can xăng, loại can 10 lít. Tại đây, chị đây đã đổ xăng xuống phòng khách nhà mẹ đẻ rồi châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn. Sự cố hỏa hoạn khiến bà Điều và cả ba con gái bị bỏng và được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo cơ quan công an, tài sản bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn khoảng 50 triệu đồng. Trước đó, ngày 19 tháng 11, con gái cả của bà Điều đã qua đời do vết bỏng quá nặng. Liên quan vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình bà Điều. Chính quyền địa phương cho biết, bà Điều có mảnh đất ngoài mặt đường và một mảnh đất trong ngõ. Chính quyền xã từng hòa giải cho gia đình bà Điều về việc phân chia đất cho con trai và các con gái. Phương Cúc. Ông Kim Jong Un lại xuất hiện cùng con gái trong sự kiện trọng đại. Lãnh đạo Triều Tiên đã đưa con gái đến thăm và chúc mừng các quan chức tham gia vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 18 tháng 11. Ngày 27 tháng 11, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải hình ảnh lần thứ hai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện cùng con gái trước công chúng. Trong những bức hình, bé gái được cho là con thứ hai của ông Kim, có tên UAE, mặc áo khoác mùa đông có cổ lông, nắm tay hoặc khoác tay cha. Theo hãng tin Yonhap, bé gái có ngoại hình khá giống mẹ là bà Ri Song Ju. KCNA cho hay buổi chụp hình có sự tham gia của chiến sĩ thuộc đại đội cờ đỏ, quan chức, nhà khoa học và kỹ thuật viên thuộc viện nghiên cứu khoa học quốc phòng và công nhân nhà máy đạn dược, những người đã đóng góp to lớn cho vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa HZASONG-17 hôm ngày 18 tháng 11. KCNA cũng cho biết thêm ông Kim xuất hiện tại địa điểm chụp hình cùng con gái yêu quý. Trước đó, Triều Tiên lần đầu tiên công bố hình ảnh bé gái khi em cùng cha, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa HZASONG-17 vào ngày 18 tháng 11. Tại sự kiện chụp hình, ông Kim đã thăng chức cho hàng chục quan chức quân đội, nhà khoa học Triều Tiên nhằm ghi nhận cống hiến của họ trong quá trình phát triển tên lửa HZASONG-17. Ông Kim cũng bày tỏ kỳ vọng các nhà khoa học, kỹ thuật viên, công nhân ngành công nghiệp vũ khí, đạn dược của Triều Tiên tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước. KCNA cho biết vụ phóng tên lửa HZASONG-17 đã chứng minh với thế giới rằng Triều Tiên là cường quốc hạt nhân có khả năng chống lại ưu thế hạt nhân của Mỹ và thể hiện rằng Triều Tiên là quốc gia sở hữu ICBM uy lực nhất. Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến ba mẹ con tử vong ở Phú Yên. Theo nhận định ban đầu từ một số hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, nguyên nhân của vụ tai nạn khiến ba mẹ con tử vong ở Phú Yên là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định. Sáng ngày 27 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình tử vong. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định. Ba nạn nhân tử vong được xác định là người thân cùng một gia đình, gồm chị NTT, sinh năm 1981, là mẹ ruột của NDK, sinh năm 2005 và NXN, sinh năm 2016, cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng. Thi thể cả ba nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã mời tài xế xe tải gây ra tai nạn đến làm việc. Theo nhận định ban đầu từ một số hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 1 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tài xế Trần Hữu Dương, sinh năm 1987, trú tại huyện Đức Cơ, Gia Lai, điều khiển xe ô tô tải mang biển số 76H
01318 lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì dừng lại rồi cho xe chạy lùi. Xe ô tô tải va chạm với xe gắn máy mang biển số 79J141232 do NDK, sinh năm 2005, điều khiển chở. Theo trên xe hai người là NTT, sinh năm 1981 và NXN, sinh năm 2016. Trên cabin xe ô tô tải, ngoài tài xế Trần Hữu Dương còn có hai người khác là BQ, D, sinh năm 1991 và NTB, sinh năm 1998 cùng, trú quán huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. World Cup 2022, tuyển Pháp đi tiếp, ba đội tranh vé thứ hai của bảng D. Với 6 điểm có được, Pháp gần như chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp với tư cách là đội đầu bảng, ngay cả khi thua trận cuối cùng của vòng bảng trước Tunisia. Đội tuyển Pháp đã chính thức giành vé vào vòng mùng 1 tháng 8 sớm một vòng đấu. Tấm vé còn lại tại bảng D là cuộc cạnh tranh giữa Australia, Đan Mạch và Tunisia. Đội tuyển Pháp đã đánh bại Đan Mạch 2-1 và trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup 2022. Với 6 điểm có được, Pháp gần như chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp với tư cách là đội đầu bảng, ngay cả khi thua trận cuối cùng của vòng bảng trước Tunisia. Đội tuyển Australia để thua trận đầu tiên với tỷ số đậm 1-4 trước Pháp, nhưng họ đã phản ứng bằng chiến thắng 1-0 trước Tunisia ở lượt trận thứ hai. Người hùng của Australia là Mitchell Duff với pha lập công duy nhất. Với 3 điểm chưa giành được, Australia đã vươn lên vị trí nhì bảng và nuôi hy vọng vào vòng mùng 1 tháng 8. Một chiến thắng trước Đan Mạch ở lượt trận cuối sẽ giúp Australia hoàn thành mục tiêu của họ. Một trận hòa cũng là đủ nếu Pháp đánh bại Tunisia ở lượt trận cuối. Họ không được phép thất bại bởi nếu không, sẽ bị Đan Mạch vượt mặt. Trong trường hợp Australia thắng và Pháp thua ở lượt trận cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Arnold cũng rất khó chiếm được ngôi đầu bảng. Hiệu số bàn thắng của họ lúc này đang chênh nhau tới 6 bàn. Đội tuyển Đan Mạch đã thua Pháp 1-2 ở lượt trận thứ hai của vòng bảng và giờ không có quyền tự quyết. Họ phải đối đầu với Australia ở lượt trận cuối và phải thắng trận đấu đó. Một kết quả hòa là không đủ để giúp Đan Mạch đi tiếp. Nhưng ngay cả khi giành chiến thắng, Đan Mạch cũng cần Pháp thắng hoặc hòa Tunisia ở lượt trận cuối thì mới chắc suất vào vòng trong. Nếu Đan Mạch và Tunisia cùng thắng ở lượt trận cuối, Đan Mạch phải hy vọng họ có hiệu số bàn thắng tốt hơn để vượt qua đối thủ cạnh tranh của mình. Nhìn chung, cửa đi tiếp của Đan Mạch đang rất hẹp. Đội tuyển Tunisia đã thua Australia 0-1 và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup này. Họ đang đứng cuối bảng D và sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Pháp ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, Tunisia không phải là đã hết cơ hội đi tiếp. Con đường đơn giản nhất của họ là đánh bại Pháp và hy vọng Australia và Đan Mạch cầm chân nhau. Nếu Tunisia và Đan Mạch cùng thắng ở lượt trận cuối, họ sẽ phải so hiệu số bàn thắng bại. Nga bắn hạ tên lửa HIMARS ở Kherson để lùi cuộc phản công của Ukraine ở Donetsk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26 tháng 11 cho biết, phòng không Nga đã phá hủy 4 tên lửa HIMARS và 3 UAV ở khu vực Kherson. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV ở khu vực Chervonichaban thuộc Kherson ngày qua. Ngoài ra, 4 tên lửa cho HIMARS cũng bị đánh chặn trong khu vực Mynoy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay. Nga cũng cho biết nước này đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực RAD của Ukraine tại khu vực Kharkov và đẩy lùi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Donetsk. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã gây thương vong cho 70 binh lính Ukraine, cũng như phá hủy 3 xe tăng và 2 xe bọc thép của đối phương. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosneft đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chủ quyền công nghệ của Nga nhưng cần sử dụng kinh nghiệm thực chiến trong việc chống lại vũ khí phương Tây ở Ukraine để cải thiện các hệ thống vũ khí nội địa. Theo ông Putin, nhiệm vụ số một lúc này là làm mọi thứ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội, đặc biệt là các đơn vị được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thủ phủ Kherson liên tiếp bị Nga pháo kích dữ dội, cư dân lại sơ tán. Quan chức Ukraine cho biết 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kherson mới được Kiev giành lại quyền kiểm soát. Theo trang Al Jazeera, thủ phủ vùng Kherson của Ukraine đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công trong ngày thứ hai liên tiếp diễn ra đợt pháo kích. Leo Thang kể từ khi Nga rút khỏi thành phố này 2 tuần trước, các quan chức Ukraine cho biết Nga tiếp tục bắn phá Kherson trong ngày 25 tháng 11 và ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công diễn ra một ngày trước đó. Thống đốc vùng Kherson Yaroslav Yanusevich cho biết trên Telegram rằng khu vực này đã bị pháo kích 54 lần vào ngày 24 tháng 11. Thống đốc Yanusevich nói, người Nga đã nhắm mục tiêu vào các tòa nhà tư nhân và chung cư, một xưởng đóng tàu, một tòa nhà trong khuôn viên trường học và các đường ống dẫn khí đốt. Các khu định cư trong quận Zelenika, Chernobylia và Stepanika cũng bị pháo kích. Ông Yanusevich nói thêm rằng 10 cư dân đã thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong loạt vụ bắn phá. Trong khi đó, cư dân bắt đầu sơ tán Kherson khi các quan chức cảnh báo về mùa đông khắc nghiệt và các cuộc pháo kích. Chính phủ Ukraine cho biết các cuộc sơ tán tự nguyện cho cư dân khỏi thành phố cảng Kherson đang được tiến hành với chuyến tàu đầu tiên chở 100 người. Chuyến tàu này sẽ hướng đến thành phố miền Tây Melnitsky. Trong số những cư dân được sơ tán miễn phí có 26 trẻ em, 7 bệnh nhân nằm liệt giường và 6 người bị hạn chế khả năng vận động. Các nhà chức trách ở Kherson đang kêu gọi cư dân rời khỏi thành phố, nơi chủ yếu vẫn chưa có điện, trước khi nhiệt độ giảm sâu hơn và thành phố đang hứng chịu những đợt pháo kích mới.
những người sơ tán sẽ nhận được hỗ trợ tài chính, chỗ ở và viện trợ nhân đạo khi họ đến Khmelnytskyi. Các nhà chức trách cho biết cũng có những chuyến xe buýt chạy từ vùng Kherson đến các thành phố Odessa, Mykolaiv và Kryvyi, nơi mọi người sẽ được ở trong những nơi trú ẩn được trang bị đặc biệt và sau đó sơ tán đến những vùng an toàn hơn của Ukraine bằng ô tô. Hơn 6 triệu khách hàng bị cắt điện, trong lúc Kherson đã thu dọn những mảnh vỡ từ cuộc pháo kích tiếp theo vào ngày 25 tháng 11 trên khắp Ukraine. Nhà chức trách đang dần dần khôi phục điện cho hàng triệu người bị chìm trong bóng tối sau các cuộc không kích của Nga. Tối ngày 25 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hơn 6 triệu khách hàng vẫn đang bị cắt điện. Đây chỉ là một nửa trong số 12 triệu khách hàng bị cắt điện sau loạt cuộc tấn công vào ngày 23 tháng 11. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, ngày 25 tháng 11 cho biết 4 nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đã được kết nối lại với lưới điện quốc gia sau khi mất hoàn toàn nguồn điện vào đầu tuần này. Tất cả các cơ sở hạt nhân trên đều bị ngắt kết nối khỏi lưới điện vào ngày 24 tháng 11, lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine. Trong một tuyên bố, cơ quan giám sát hạt nhân cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Ukraine đã thông báo với họ rằng các nhà máy Zhukovo, Nam Ukraine và Khmelnytskyi của họ đã được kết nối lại vào ngày 25 tháng 11. Ukraine cũng đã kết nối lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia vào cùng ngày. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết tính đến 7 giờ tối giờ địa phương ngày 25 tháng 11, 30% nguồn cung cấp điện vẫn chưa được cung cấp và họ phải yêu cầu người dân cắt giảm sử dụng năng lượng. Việc khôi phục hệ thống điện theo từng giai đoạn đang được tiếp tục. Các đội sửa chữa đang làm việc suốt ngày đêm, Ukrenergo cho biết trong một tuyên bố trên Telegram. Cũng trong ngày 25 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm thị trấn Vyshhorod ở phía bắc Kiev, chứng kiến một tòa nhà 4 tầng bị hư hại do không kích. Ông cũng đến thăm một trong nhiều trung tâm khẩn cấp đã được thành lập để cung cấp nhiệt, nước, điện và thông tin liên lạc di động. Cùng nhau, chúng ta sẽ đi qua con đường khó khăn này của đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng, ông Zelensky tuyên bố trong một phát biểu qua video. Sau đó cùng ngày, ông Zelensky đã chỉ trích thị trưởng Kiev trong một cuộc tranh cãi công khai hiếm hoi giữa các quan chức Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Tổng thống Zelensky cho rằng thị trưởng Vitaly Klitschko đã thể hiện kém trong việc thiết lập những nơi trú ẩn khẩn cấp cho những cư dân không có điện và nhiệt. Đối phó với các cuộc tấn công của Nga, Ukraine đã thành lập hàng ngàn cái gọi là trung tâm bất khả chiến bại, nơi mọi người có thể được cung cấp nhiệt, nước, internet và điện thoại di động. Trong một bài phát biểu vào buổi tối, Tổng thống Zelensky chỉ trích thị trưởng Klitschko và các quan chức của ông chưa đủ tích cực để hỗ trợ người dân. Thật đáng tiếc, chính quyền địa phương đã không hoạt động tốt ở tất cả các thành phố, đặc biệt có rất nhiều phàn nàn ở Kiev. Nói một cách nhẹ nhàng, cần phải làm nhiều việc hơn nữa, nhà lãnh đạo Ukraine nói và cho biết thêm rằng mức độ dịch vụ có sẵn tại nhiều trung tâm ở Kiev là không đủ tốt. Hãy chú ý, người dân Kiev cần được hỗ trợ nhiều hơn. Rất nhiều người bị mất điện trong 20 hoặc thậm chí 30 giờ. Chúng tôi mong đợi công việc có chất lượng từ văn phòng thị trưởng, ông Zelensky kêu gọi. Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev trong chừng nào còn cần thiết. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Romania vào tuần tới, ông Stoltenberg kêu gọi các đồng minh tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác cho Ukraine. NATO sẽ không cung cấp vũ khí cho Kiev với tư cách là một tổ chức quân sự. Ông Stoltenberg cũng cho biết các đồng minh đang cung cấp hỗ trợ quân sự chưa từng có và tôi hy vọng các ngoại trưởng cũng sẽ đồng ý tăng cường hỗ trợ phi sát thương. Trong những tuần gần đây, các lực lượng Ukraine được hỗ trợ bởi vũ khí của châu Âu và Mỹ đã giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn trong cuộc phản công ở miền đông đất nước.